Và để tiếp nối chương trình theo lời yêu cầu của chú bác cho anh chị, xin mời anh Phong Thợ Điện ạ. Dạ, Hoài Phong cũng góp vui trong tiệc cúng cơm của bà ngoại. Thì Hoài Phong trình bày hai câu trong chiếc đoàn Bến Cũ. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn thưởng thức. Con không nghe một lời trăng trôi, không được nhìn mặt má lúc nhập quan, không được tay mình đòi lấy chiếc mũ tang, không được thắp dài nén nhang trên bàn thờ. Được đưa quan tài đến phần mộ đến khôn, rồi quên ông dưỡng dục sanh thành. Tiếng của của má từ trên trời giống xuống, hay từ dưới đất vang lên mà con nghe vang rền như sóng dày, hay tiếng thê lương từ trái tim con réo gọi hay má về đây để hại tội đứa vô lo. Con còn đây mà coi như đã chết từ lâu rồi, nay con về đây có khác chi lời của rõ chút giờ ánh mặt trời còn con. Tròn năm con về lúc má một mình bên mộ lần, đây là chầu cao và bóng quê trắng với mấy nén nhang, xin lại má cho con được để má muôn mà. Trong đèn bắt tình con ngồi
nằm. Má ơi, đời của má thân cò lắng lộn, cá đắng một đời vất vả luôn. Nay con lớn con không làm tròn tâm phụng dưỡng nghĩa sanh thành con quên câu chính chữ cô lao. Xin cảm ơn. Xin mời em Tình.